Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với clip mới nhất trên kênh của mình. Rồi ok anh em. Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cho anh em một cái cách chơi con game eWin hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Hiện tại mình đang có 12 củ 122k anh em này. Đấy. Mục tiêu của mình hôm nay sẽ chiến lên khoảng độ 15 củ, trên 15 củ là mình chốt anh em nhé. Rồi ok, mình vào đây để đánh chiến con sóc đĩa anh em này. Xem cầu kèo đi như thế nào, bắt chiến lấy một vài tay anh em ạ. Ai chào quả chặn đi khá là căng anh em nhá. Đang thiếu tứ anh em ạ. Vào thì làm mỗi tay, mỗi con một tay tứ đấy. Bắt quả lẻ anh em này. Quả lẻ hai củ mình nuôi tứ anh em ạ. Chịu rồi, căng thế nhờ. Quả này phải đánh quả này mà không ra lẻ thì không có một quả nào ra được lẻ nữa anh em nhé. Khẳng định với anh em là quả này auto ra lẻ này. Ba đỏ định mệnh nó ra ba trắng thì ngon quá anh em ạ. Vẫn quay trở lại cái máng lợn anh em này. Quả này ba trắng đây này. Một củ ba trắng và vẫn 5 lít tứ trắng anh em nhé. Đấy, ba trắng rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. 19 củ này. Đấy, 12 củ và đánh lên 15. Bây giờ lên hẳn 19 củ anh em ạ. Nét căng anh em nhé. Quả này chuyển sang đánh chẵn này. Quả này đánh chẵn thì mình bắt hai con tứ mỗi con 1 lít đấy anh em ạ. Bởi vì cầu không chưa được thuận cho lắm. Đấy, thấy chưa, nó lại ra ba đỏ anh em nhá. Căng thế nhờ. Ra ba đỏ luôn này. Chịu chết luôn. Khó nhá, quả cầu này hơi khoai. Cược tiếp này, chẵn một củ anh em nhá. Chặn đánh một củ này. Đấy. Ok chưa? Quả này mà ra tứ đỏ thì đẹp. Rồi ok, chặn cũng được anh em ạ. Không sao. Chặn cũng vẫn được. Quả này đánh chặn tiếp anh em nhá. À thì cược tiếp này. Mẹ đang thiếu tứ quá anh em ạ. Mình phải nuôi tứ thôi. Vãi cả lìn đi ba trắng này. Chịu rồi đấy. Ba trắng ba đỏ sấp đôi. Lại ba trắng. Liệu quả này ra ba đỏ không nhỉ anh em? Liệu rằng có ra ba đỏ không? Quả này mà ra ba đỏ thì lại ngon này. Định mệnh nó chịu rồi. Quả cầu ấy tởm thế nhờ. Khả năng phát này nuôi tứ rồi anh em nhé. Nuôi tứ anh em ạ. Cầu khó bắt quá. Cầu đang đi cầu gãy vậy. Rất là khó bắt. Quả này thua đúng tay ba đỏ. Ai chào mẹ. Quả cầu đi tởm đấy nhở. Quả cầu đi mẹ. Hơi khắm lọ. Tiếp tục làm con chẵn này. Quả này mà ra ba đỏ thì chịu chết luôn. Rồi, ra chẵn rồi. Đẹp rồi. Cầu đang đi cầu chẵn này nhở. Đủ vị mà chưa hiểu kiểu gì đâu anh em nhé. Đủ vị mà chưa hiểu kiểu gì đâu. Vãi lìn. Đi căng thế nhờ. Nguyên chặn.
chưa bao giờ ra tứ trắng này, tứ đỏ 5 lít này và ba đỏ 5 lít. Húp ba đỏ vẫn có lời mà húp tứ đỏ thì anh em biết rồi đấy. Đẳng cấp luôn đúng không anh em? Ui. 4 phát hai đỏ này, kỷ lục đi là 5 phát hai đỏ. Đây đã đủ 5 phát hai đỏ anh em nhá. Quả này ba đỏ hoặc 4 đỏ thôi. Vẫn đánh thế thôi anh em ạ. Quả này ba đỏ đánh 6 lít. 1 ăn 3 6 3 18 là nét rồi đúng không anh em? Ba trắng vãi cả lìn. Chịu chết rồi, hết cầu anh em nhá. Thôi có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. 12 củ bây giờ lên 16 củ, thế là làm 4 củ là được rồi anh em nhá. Lên 20 củ mà không biết chốt anh em ạ. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc tất cả những em nào mà áp dụng cái công thức của mình thì chúc anh em ra trận đánh đầu thằng đó nhá. Anh em xem clip mà thấy hay thì đừng quên hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để ủng hộ kênh cho mình em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.